Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh tập huấn các thông tư của Bộ Công an. Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm. Sáng nay 20 tháng 7, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông cho hơn 300 cán bộ, chỉ huy và chiến sĩ của Công an 27 huyện, thị xã, thành phố. Công an tỉnh đã triển khai đến công an các huyện, thị xã, thành phố những nội dung cơ bản của thông tư số 65 về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Thông tư số 59 quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư số 62 về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông. Đây là những thông tư Bộ trưởng Bộ Công an ban hành trong tháng 6 năm 2020, thay thế những văn bản quy định trước đây không còn phù hợp. Trong một số trường hợp, không bật xi nhan là lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ và có thể khiến lái xe bị phạt đến 5 triệu đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Không bật xi nhan khi vượt xe trong khu đô thị và khu đông dân cư từ 23 giờ đến 5 giờ, ô tô bị phạt từ 3 đến 5 triệu, còn mô tô xe máy từ 100 đến 200 nghìn đồng. Không xi nhan khi chuyển hướng, ô tô bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, mô tô xe máy từ 400 đến 600 nghìn đồng. Không xi nhan khi chuyển làn ô tô bị phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng, nếu trên đường cao tốc bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, mô tô xe máy phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng. Không xi nhan khi lùi xe ô tô bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Không xi nhan khi dừng đỗ xe ô tô bị phạt từ 200 đến 400 nghìn đồng. Sau khi tiếp thu ý kiến người dân, Ban biên soạn dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã quyết định bỏ quy định cấp giấy phép lái xe hạng A0 cho người lái xe gắn máy, kể cả xe máy điện, có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thời gian vừa qua vào ban đêm, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm đêm khuya, một lượng lớn thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tụ tập thành từng đoàn đi trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác lưu động tập trung vào các tuyến đường trọng điểm có nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, lai đèo nhiều người, lạng lách đánh võng. Thậm chí qua kiểm tra cốp xe còn phát hiện tàng trữ dao găm. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện vi phạm. Chúng tôi là bố trí huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là tập trung là huy động các cái đồng chí có kinh nghiệm trong quá trình tuần tra kiểm soát để tập trung vào các cái giờ, cái thời điểm. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao là kiềm chế và làm giảm tội phạm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo an toàn và đời và cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên thực tế cho thấy công tác tuần tra kiểm soát vào ban đêm còn nhiều khó khăn và phức tạp. Các đối tượng đặc biệt là thanh thiếu niên rất manh động, sẵn sàng tăng ga lạng lách đánh võng, chạy trốn sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Trong khi đó, các tổ công tác không dám truy đuổi vì sẽ gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Đây cũng là khó khăn chung cho công tác xử lý vi phạm và trấn áp tội phạm của Cảnh sát Cơ động thời gian qua và chưa có phương án xử lý triệt để. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Cơ động tiếp tục tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát, tạo gông kim khép kín, trấn áp các tội phạm, đặc biệt đối tượng sử dụng vũ khí nắm, giữ vững bình yên cuộc sống cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn Giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.